tai nạn sao dữ hả cô? Nó chạy nó qua mặt chiếc bê tông, đổ bê tông đó. Qua mặt sao nó ướt vô ta đó. Cái cây mà cái thằng đó là nó không ba 37 tuổi là không có con. Vợ xỉu à. Đâu có ghe gì đâu mà cái gầm và cái ấy thôi. Còn cái xe là bồn nữa là chạy chậm lắm. Còn bị cái gì? Xe cũng như là ở trong đi ra nó vượt qua một chiếc xe tải, nó mới chen vô đường giữa, thằng này đổ lên rồi nó qua được chiếc xe kia thì nó mới bá chiếc xe bồn. Mến chào cô chú anh chị các bạn, nơi đây là một cái hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng thương tâm ở đây thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Hai thanh niên đi trên chiếc xe máy, độ tuổi khoảng một người 37, một người 47 tuổi, thì đã ra đi mãi mãi. Khi mà người dân kể lại thì ở cái hướng trên đó đi ngược lại thì hai anh đã vượt xe hơi chạy phía trước rồi để qua mặt. Không may va chạm với xe bồn đi đúng hướng, ngã xuống đường, ra đi tại chỗ. Thì nghe nói là hai anh đã có bia rượu thì chạy nhanh, đó là lời kể của người dân. Thì đây là cái nơi mà hai anh đã yên nghỉ tại đây. Đây là cái vết xe, vết xe máy. Còn hai anh thì nằm ở trên đây, cách cũng khoảng 10 đến 15 mét. Thì hôm qua nghe nói là người nhà cũng đã đến rước vong hai anh về. Đây những cái ly còn bông và trái cây là hai anh đã nằm nghỉ tại đây mãi mãi nha cả nhà. Cầu Lắng Chim, thị trấn Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Hãy niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật để cho hai anh sớm được siêu thoát cả nhà. Đi đường cứ, nghe thằng kia chạy, thằng dưới xe là cũng như là ở trong đi ra nó vượt qua một chiếc xe tải, nó mới chen vô đường giữa, thằng này đổ lên, bắt đầu là nó tỉnh rồi, nó qua được chiếc xe kia thì nó mới bá bên hông xe bồn, cái chiếc xe bồn đó, chứ không phải đâm vô cái đầu. Mà chiếc xe bồn nó còn trống, dạ. Bá vô sao mà nó lọt vô chết rồi nè. Không nghe kể hình như là nó bá vô phía bên hông cái đường ở giữa đó, cái lăng can á. Đó nói là thằng hai là hai chú cháu, thằng thì bốn cháu 7 tuổi gì đó với thằng ba mấy. Dạ. Còn bị cái gì? Xe xỉnh xỉnh chạy. Xỉnh rượu hả? Mấy nè đi đám ở dưới cà đỏ. Rồi. Đi rượu mẹ chạy thôi mày chạy xỉnh rượu chạy cũng. Có hỏi chú á, hai chiếc người ta qua mặt. Dạ. Đủ má mình dám xe mình qua nổi thì qua, qua không nổi thì núp. Dạ. Không, nó chạy đủ mà nó rắn tới nó chèn vô chân giữa. Tính tiền cho bà hai luôn đi. Hả? Đi bả hai, đi bả trả rồi. Là buổi trưa hả? Ừ. Dạ. Rồi bà gặp vậy bà thấy bà xỉu luôn. Cái gì xe bồn hả? À, hai cái anh đó cỡ nhiêu tuổi chứ? Xe nó còn nhỏ chứ, những cái này đi bao ngoài chứ. Cũng như đi đám vậy ha. Mấy này hình như ở Đồng Tháp mà vậy. Mấy này Đồng Tháp hả? Ừ. Trời ơi, bữa đó phải ông hai chồng ai, ông hai bán ra bầu vô mánh luôn. Ừ. Nó coi một cái đó, ông nói nhóc người ta, ông hai thôi. Ngày hai bữa, hai ba bữa nay cứ chết lăn lãng. Cái lúc mà chú hay ngoài đó tai nạn là coi không? Có mà nó... Hai người chết chân. Mà cái gì mà giữ thằng gì, da chậm với xe gì mà giữ hả? Mà xe... Mà bò bồn
va chạm xe máy, va chạm với xe bồn. Và cái xe máy là đi mấy người? Xe máy hả? Dạ, cái xe mà bị nạn á. Hai người. Là ở trên đó đi xuống. Trên đó xuống. À, trên rồi, rồi dưới này xe bồn chạy lên. Chạy lên. Ừ. Rồi xe rồi, nào mà rồi, né? Rồi cái xe bồn đó nó cắn. Mà này rồi cái xe đó nó hai chiếc nó qua mặt. Cái xe nào nhỏ nó ở chân giữa. À. Cũng như là xe máy đi sau chiếc xe hơi. Ừ, xe 4 chỗ. Rồi dạ. Rồi cái mà nó qua mặt đi. Rồi dạ. Cái đầu qua mặt cái chừng tới cặp xe này số bồn tới. Dạ. Quảng hồn độ bên đây xe tại chạy xong luôn. Trên cầu mà xe máy nhỏ muốn qua mặt xe hơi. Ừ. Cái rồi. Mà nó qua mặt rồi cái đầu từng tới xe bồn tới rồi cái cặp bộ mà xe bồn tới rồi nhanh quá không có thắng kịp. Ừ rồi dạ. Cái xe chạy không luôn. Lúc đó là đã xuống dốc cầu rồi hả chú? Ừ xuống tại dốc cầu nè mà xuống cái chân chỗ mà cái xe nằm chân đó là dạ cái chân chỗ đó là trời. Rồi cách đó khoảng chừng đây cửa tôi à mà cái nhà cái mà cái xác nằm đó xe nằm đây à. Xa không? Cũng khoảng 10 mét không chú? Ừ có. Vậy là cuối cùng là theo như chú thì lỗi bên nào? Xe bồn không có nhầm chứ. Xe bồn đi đúng đường đúng không? Ừ, đúng rồi đường nó đây là chạy lên đường này. Đúng rồi. Coi cái này mà xe ba nó ép vào bồn đây rồi. Cái xe máy mà bị nạn đó là ra đi hai người luôn. Ừ. Rồi là nam hay nữ? Nam. Nam đàn ông ha. Ừ. Khoảng nhiêu tuổi chú? Mà 47 tuổi. Mà một cái mà 30 mấy tuổi. Rồi cái người nào mà lái, cái người nào cầm lái? Cái thằng đó nó bể đầu á. Nó lái. Ừ. Còn cái anh kia là ngồi ở đằng sau. Sao? Chú có ra coi không? Có. Ừ. Chú là xe máy chạy tốc độ hay sao? Hay là xe qua mặt? Là chạy tốc độ à? Xe máy ha. Ừ. Thì chú có nghe mà người thân dòng họ của hai người gặp nạn á là hai người đàn ông nó có nhậu không? Nhậu. Đã xỉn rồi đúng không? Xỉn rồi mà nhậu mà số 2 rồi bắt đầu mấy lần đó nó mấy điểm. Dạ. Điểm rồi cái hỏi dậu chưa không chưa. À. Ồ bên đây chạy xuống dưới cò đỏ là dậu nữa. À cũng như hỏi bạn bè là nhậu chưa, chạy lên nhậu. Rồi cái đầu chạy xuống đỏ bỏ cái chạy ồ mà chạy xuống dưới cái dậu cái chết luôn. Là hai cái anh đó là có gia đình hết chưa? Hết rồi. À có vợ đó chứ. Ừ. Dạ. Con xem cái hình thì con thấy có cái người vợ mà lại có lại nhận dạng người chồng đó. Ừ. Là cái anh bị nặng nhất luôn đó. Ừ. Là cái phần trên là dính cái da đó. Ừ. Là nhà gần đây không chú? Số 2 á. À. Hồi từ lúc mà chú ở đây hồi xưa giờ á là có thấy vụ tai nạn nào mà kinh hoàng vậy không? Không, kinh hoàng thì không biết. Cái lúc mà bị nạn vậy là công an lên có lên làm việc không chú? Có. Gì hả? Lên đã làm bỏ cho luôn. Dạ. Ở đây là cơ xã về giáp gì anh? Thị trấn nha. Ừ. Thị trấn Vĩnh Thạnh. Vĩnh Thạnh này Cần Thơ. Ừ. Lên gấp rút quá. Ừ. Hay là cái này nọ sự ra. Ông có chạy thỉnh rủ qua chạy quá trời. Ừ. Sẽ làm những cái sự việc xe mà cái người nằm đó mà xe lại phải tới đây khoảng cách chúng trên 10 mét không chút 10 mét trở lại 10 mét tới 8 mét hết hồn luôn rồi. Cái lúc nó vừa ra chạm là nghe cái gầm vậy không? Có nghe. Đâu có nghe gì đâu mà cái gầm mà ấy thôi. Còn cái xe là bồn nữa là chạy chậm lắm. À đã lên dốc ha. Ừ, là xe máy nó lên dốc mà nó lên tới cầu nó là nó thắng lại rồi.
bị gì nó gặp là ta chết rồi. Chỉ là xe máy chạy nhanh ha. Ừ. Thì độ tuổi tầm một người 37, một người 40 trên 40 ha. 47. 47. Ừ, một người 37. 47 37 luôn. Vợ xỉu à? Xỉu luôn. Quá kinh hoàng. Những cái sự việc là chóng vắng, nghe nói đó là chóng vắng.